ngày 20 tháng 6 năm 2022, đoàn công tác của Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản Việt Nam do ông Hironori Sakai, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật Bản Việt Nam, dùng Kansai làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre. Tiếp và làm việc với đoàn, có quỹ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh quỹ Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cùng đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tỉnh Bến Tre, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, các sở ngành tỉnh đoàn có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan để trao đổi về cơ hội đầu tư tại tỉnh Bến Tre. Tại đây, đoàn đã nghe lãnh đạo tỉnh giới thiệu về tiềm năng môi trường đầu tư của tỉnh. Đoàn công tác của Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản Việt Nam cũng giới thiệu về nhu cầu tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Bến Tre. Quỹ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho biết, trong đầu tư phát triển các lĩnh vực của nền kinh tế, tỉnh rất quan tâm việc đầu tư thích ứng giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu tỉnh đang quan tâm thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới, các khu du lịch, khu đô thị và dài hạn hơn là đầu tư khu kinh tế biển, phát triển mạnh về hướng đông. Bí thư tỉnh ủy hy vọng với những tiềm năng và lợi thế hiện có cùng các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia, giữa Bến Tre và các vùng ở Nhật Bản cũng sẽ có nhiều hơn nữa cơ hội hợp tác đầu tư. Ông Sakai cũng cho biết doanh nghiệp Nhật Bản đang quan tâm đầu tư sản xuất các loại sản phẩm như cacao, cá khô, tôm khô, dừa, xoài đặc biệt doanh nghiệp nhật đánh giá rất cao chất lượng trái cây bến tre nhất là dừa ca cao trái cây bến tre rất thích hợp để doanh nghiệp nhật sử dụng làm nguyên liệu sản xuất một số rượu nhẹ của nhật bản có tên gọi là chu hai và ông bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện đi khảo sát thực tế một số địa điểm để hỗ trợ các doanh nghiệp nhật đầu tư các lĩnh vực mà họ quan tâm phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn trúc sơn thông tin đến ông sakai và đoàn công tác một số quy định pháp luật mà nhà nước đầu tư nước ngoài cần biết khi đến đầu tư tại bến tre liên quan đến quy hoạch quản lý đất đai thông tin thêm với đoàn về lĩnh vực giáo dục và đào tạo về việc xây dựng khu công nghiệp đặc thù riêng của doanh nghiệp nhật tại tỉnh các doanh nghiệp nhật đã đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề ở bến tre thời gian qua khá thành công hy vọng sắp tới bến tre sẽ có cơ hội đón nhà đầu tư mới từ nhật bản